chả ốc đóng hỏi đây, ai ăn chả? Chắc quý khách còn nhớ tiếng rau quen thuộc của quầy food ngay cửa chợ Greenfarm Hudson Valley. Chúng tôi nay giờ về địa điểm mới, chả ốc Gia Huy gốc Warren McFadden. Đến với chợ ốc Gia Huy, ngoài các món nem chả Gia Huy, quý khách sẽ được thưởng thức những món ngon quê nhà khác như chả giò ốc, chả ốc nướng lá lốt, chả ốc nướng lá chuối, chả ốc bọc mi lao, bánh canh chả ốc, bánh canh hải sản, bánh bèo xứ Quảng cùng với món bún mắm độc đáo đúng gốc Bạc Liêu. Quý khách dùng tại chỗ sẽ được tặng một bánh kẹp nóng giòn thơm ngon. Chả ốc Gia Huy nhận đặt tiệc order với nhiều món ăn chất lượng mà giá là rất bình dân. Ngoài ra chúng tôi vẫn tiếp tục làm hàng đông lạnh để đi xa. Kính mời.